Liên quan đến vụ cưỡng chế nhằm công trình vi phạm tại phường 5 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, ngày 23 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau cho biết, vừa kỷ luật ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 và ông Lê Bá Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 bằng hình thức khiển trách. Trước đó, ngày 8 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Chim Bùn Cột do có hành vi tổ chức xây dựng công trình nhà ở đô thị không có giấy phép xây dựng tại khóm 4 phường 5. Ngoài bị phạt hành chính, ông Cột còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là ngừng thi công và phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là không quá 10 ngày kể từ ngày có quyết định. Tuy nhiên, ông Cột không tự tháo dỡ công trình vi phạm. Sau đó, ông Cột thuê căn nhà của ông Nguyễn Chí Nguyện liền kề nhà của ông để kinh doanh hàng hóa. Quá trình sử dụng căn nhà thuê, ông Cột lén lút sửa chữa căn nhà của mình gắn liền phần mái của nhà ông Nguyện. Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường 5 phối hợp với nhiều đơn vị chức năng ở thành phố Cà Mau tiến hành cưỡng chế nhà của ông Cột. Quá trình cưỡng chế nhà ông Cột, lực lượng chức năng đã tháo dỡ nhằm phần mái tôn và khung sắt tiền chế của nhà ông Nguyện.